Rồi, kính chào các bác nhé. Sau một hồi tháo thì đã ra được những cái phần nội thất chính của cặp Sony G33S 333 nhé, 3 số 3. Cặp này là một cặp rất là gấu của Sony, sử dụng bát 31. Anh em nhìn đây là cái phần vừa rồi là mình tháo, em toàn là tháo loa tép ra. Thì loa tép thì các bác nhìn xuyên qua được, nhìn luôn vào thùng được nhá. Thì anh em nhìn ở đây nó có cái phần gọi là phân tần đây. Đấy. Đây là một phần phân tần này. Ở dưới này nữa. Anh em nhìn đây. Cực gấu luôn nhá. Đó. Đây là phần em vừa tháo loa bát, em này sử dụng bát 31. Còn đây là phần tháo loa chung. Loa chung có một cái đặc biệt là anh em để ý một số dòng loa ấy, thì thường loa chung người ta sẽ đóng khuôn riêng. Đây này, cái này đóng một cái khoang riêng. Sở dĩ tại sao mà chung đóng khoang riêng nhưng tép không đóng khoang riêng. Đấy, bởi vì anh em phải nhìn cái cấu tạo nhé. Đây, cấu tạo đây là bát này, loa bát này, loa chung này, loa tép này. Anh em nhìn loa tép. Đấy, loa tép này. Anh em nhìn cái phần loa tép nó rất là đặc xịt. Và cái phần màng loa mọi cái của nó kín và cái độ dao động của nó rất là ít. Đấy, trong khi loa chung anh em nhìn nhé, loa chung anh em thậm chí còn nhìn rõ cả cái gân loa, rõ cả màng loa. Đấy, nó ranh giới rõ ràng đây, rốn này, màng này, gân này. Đấy, và người ta làm khoang chung, khoang riêng ấy, bởi vì khi cái loa bát này nó dao động ấy, thì nếu mà cái này không kín ấy, thì là những cái hơi của cái tiếng bát ấy, nó sẽ đánh và làm cho cái màng loa bát nó sẽ rung, gọi là rung kiểu rung bị động chứ không phải rung chủ động, và rung chủ động nó sẽ gây ra hiện tượng méo tiếng. Đấy, các bác cứ để ý nghe hoặc là hát những cái đôi loa mà khi mà bật nó to to lên một chút mà tiếng bát nó hơi rồn rồn một chút ấy, mà các bác cảm giác là cái tiếng chung nó hơi méo méo, nhất là những cái loa hát rẻ tiền, thì đấy là cái hiện tượng của cái hiện tượng như em vừa nói. Cho đây là những cái cặp loa kỹ người ta hay làm khoang riêng. Cặp Sony G33S này em muốn quay giới thiệu cho các bác cái nội thất, bởi vì đây là một cặp loa rất là chất lượng và nó là cùng phân khúc với những cái dòng Onkyo D772X, Victor SX511, rồi Onkyo, rồi Denon R88. Đấy, để anh em mình hình dung ra là cái cấu hình của mỗi hãng nó sẽ có cái sự đối đầu như vậy. Đây, phần bát cực kỳ đẹp. Phần mặt trước này, bát 31. Em này độ nhạy 91 dB. Công suất maximum là tận 200W. Anh em nhìn bảng phân tần, nó gần như là lớn gần bằng mặt sau của cái loa luôn. Còn rất là chất lượng. Em để ý rồi, những cái cặp loa Sony ấy, không phải mỗi cặp này đâu, không phải mỗi cặp G33S này đâu, mà những cái model khác của nó phải nói là nó rất là kỹ, nó rất là chất. Các cái linh kiện của nó làm rất là chất. Không hiểu sao là cái thương hiệu Sony nó không bật vọt được những cái thương hiệu khác. Đương nhiên là vì cái thương hiệu cho nên là giá nó rất là hợp lý. Như một cặp như này thì bây giờ có giá bán tại em là 12.800.000 nhé. Một mức giá rất là tốt so với những cái đối thủ tên tuổi như Onkyo với cả Denon, thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Thậm chí nếu khéo chọn, anh em hoàn toàn có thể chọn thêm một chiếc âm ly để được một bộ mà giá nó chỉ bằng đôi Onkyo D772X. Cái đấy để anh em mình thêm cái lựa chọn. Còn chất tiếng thì không hề kém gì nhá. Đây phần ốc của loa bát. Đây là phần ốc của loa chung và loa tép. Loa chung loa tép thì người ta làm ốc vít, gọi là vít phá, gen phá, bắt trực tiếp vào gỗ. Còn những cái dòng của loa bát thì người ta lại làm nó là dòng gen mịn. Ở trong cái gỗ này là người ta có chôn cái phần EQ để mình bắt cái gen mịn. Đấy. Người ta tính toán kỹ rồi các bác nhé. Vì sao người ta làm gen mịn? Thứ nhất là
gen mịn ấy, thì đảm bảo cho các bác tháo ra tháo vào được nhiều lần mà nó không bị ảnh hưởng. Còn cái loại gen phá này tháo ra tháo vào nhiều nó sẽ bị soạn. Còn gen mịn này tháo ra tháo vào nhiều, người ta tính toán rồi, bởi vì loa chung và loa tép thì nếu anh em dùng đúng kỹ thuật thì nó cũng gọi là muôn đời. Còn những cái dòng loa bass này dùng đúng kỹ thuật hay là không đúng kỹ thuật thì khoảng một thời gian tùy điều kiện sử dụng thì cái gân loa bass này nó sẽ bị mụn và anh em phải tháo ra để anh em thay. Một thời gian nó khoảng độ 20-30 năm tùy vào điều kiện mình ở cái chỗ nó ẩm thấp hay là cái gì đấy. Đấy, nó là như vậy. Một cái cặp loa rất là đẹp nhé. Mức giá như vậy. Anh em quan tâm thì alo trực tiếp cho bên em. Phần dưới này nữa thì có bọc nỉ. Ở dưới này có một cái cục hình bán nguyệt. Đây này, nó nhô lên này, hình bán nguyệt này. Bọc ở dưới nhưng mà đang chập ghim. Cái chập ghim nguyên của nó thôi, cho em không bóc ra nữa. Đây khả năng nó là một cái tấm gỗ. Nó làm giống kiểu Delome R88. Ở phần trên này cũng có này. Phần trên này phần gia cố đấy. Delome R88 người ta làm ở phần trên nóc thì nó lại có một cái tấm gọi là bê tông để vừa mang tính chất gia cố vừa để tạo cái độ tĩnh của loa khi hoạt động ở cái tần số thấp. Đấy, cái này nó làm kiểu dạng như vậy, vừa gia cố mà vừa tạo được những cái hiệu ứng tốt. Quay chi tiết hơn cho các bác cái phần phân tần. Đó, 12.8 triệu nhé. Anh em quan tâm thì alo trực tiếp cho bên em này, số điện thoại 0983698887. Gặp những cái cặp dạng này thì em đã test rất là nhiều nhạc rồi, và những cái kênh khác cũng vậy. Anh em quan tâm thì có thể nghe lại, rất là đẹp luôn. Củ rất là gấu luôn, củ tép mà còn củ kép luôn, đẹp. Vân gỗ màu nâu đen, ok. Cảm ơn các bác.